đây cho nó mát luôn. Giờ mình xuống ăn sáng. Nhà ngồi bàn gỗ hả? Này xanh hơn không? Sáng hôm nay thì thời tiết cũng khá là lạnh và tối hôm qua thì sương rất là nhiều. Mà này hình như là tiếng quảng là quá thành khác. Ừ, con ve nó mới bay, nó kêu sao nó mới bay luôn à. Con gì vậy? Ve. Sát con. Đi hàng chua là đúng rồi. Người ăn ăn trước của mẹ miếng đi con. Ăn miếng đi rồi hồi ăn. Ủa, có rau gì không em? Dạ có. Bún bò Đà Lạt. Nè, ăn đi thấy nhìn nhìn cười cười hoài. Cười miếng miếng mà hả? Chết gì được. Hai cho con ăn trước đi. Có cái ớt cái gì nè mama. Chanh ớt sa tế gì chưa có hả? Tới gì đâu, để xong rồi. Bre nó kêu vậy sao? Thế vậy con? Con rồi. Con ăn miếng nữa đi, mẹ ăn đâu hết. Thứ 3 thì. Ừ. Sắp cho 3 miếng rồi ba. Để bụng chút còn ăn khác chứ. Ăn một món nhiều quá. Chưa mẹ ăn không? Đây cơ sao vật chất mình bằng mình có. Cũng phiêu. Ừ. Chịu khó đi bộ dài dài hết góc đi ra đường em. Hết góc này là tới đường luôn.
Rồi đứng ngoài chờ xe ra đón luôn chứ khỏi vô nữa. Có từng ớt rồi không cha? Có từng ớt rồi. Cho nó từng ớt nè. Ăn được rồi. Bỏ ớt rồi. Vô đây là chị ăn mấy món mì xào bò với bò ốp la, trứng á. Bánh mì ốp la rồi. Thôi con ngủ rồi. Lâu lâu có một cơn gió lạnh qua. Bò ở Đà Lạt nó ăn nó lạc lạc lỡ lỡ, nó không có một mùi gì là loại bò hết trơn. Được đây thật chữ Đà Lạt luôn. Không có mùi mắm tôm luôn. Ủa mắm gì? Mắm rút hết. Môi ni khô rồi con. Ừ. Cái đèn Vaseline dưỡng theo không? Ừ. Rồi lạnh khô rồi đó. Dạ. Rồi ăn xong mẹ lên. Mới sớm à. Bây giờ thì nhà mình đã ăn sáng xong và mình sẽ lên phòng để chuẩn bị trả phòng. Thì mình chỉ ở đây một đêm thôi, bây giờ mình sẽ trả phòng để mình đi ra chỗ khác mình ở nha. Bây giờ thì xe của mình chuẩn bị ra khỏi cái khách sạn Vịnh Mây, vì cái chỗ này nó nằm ở nơi khá là dốc, cho nên là mẹ con mình phải xuống để cho xe nó lên một mình thôi. Cái cua rất là dốc và rất là gắt luôn. Lên đi mẹ, đi từ đi bộ lên, lên từ từ đi. Lên luôn đi, đi kìa. Đi đi. Ủa thấy nó tụt cái ghê quá. Ừ, bốc khói luôn á. Lên đi, lên từ từ đi. Lên nữa đi. Mẹ có lên được rồi nè. Ai lấy người xuống đường lấy. Cái máy đường nãy giờ có đâu. Phải 10 15 phút nè. Đi dốc nó phải lên hình luôn. Vừa cái nhà mà ra cái là nó được rồi. Nãy không vừa đề máy trước. Bỏ vậy. Hai nãy là
là nó chưa có nóng, nó chưa có bắt mà già.